Giấu giấu lại mẹ xem nào, giấu lại mẹ xem nào, giấu đi. Giấu điện thoại của bố đi cho bố không thấy nữa, giấu đi. Điện thoại kia. Giấu sao, giấu sao? Thôi, điện thoại này. Thôi, con giấu một cái thôi, con giấu cái đấy đi. Con giấu cái dưới chân sao, giấu dưới chân sao? Giấu dưới váy thì sao? Nấu chợ ai cái phải có phải là nấu chứ sao ai cái phải anh nấu một con đâu điện thoại này của mẹ nhá. Con điện cho ai mà con alo? Ai gọi đấy? Ai gọi sáng kìa? Sáng điện thoại kìa, ai gọi kìa? Sáng kìa con kìa, ai gọi kìa? Yeah. Yeah, bẩn nữa. Mất vệ sinh lẻ cái lưỡi. Liêu rồi. Nó mọt không? Đồ bẩn. Đi ngủ đi. Mẹ. Mẹ. Rồi mẹ cho đi ngủ tiếp nào. Bye bye nào. Bye bye đúng. Sao?